người, Vinmart đã quay trở lại rồi đấy ạ. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ review về một sản phẩm mà đang được các chị em rất quan tâm trong mùa trung thu năm nay, đó chính là sản phẩm combo nhân nhập cẩm. Sau khi ra mắt được một thời gian thì chúng mình có nhận được sự góp ý của khách hàng, vì vậy chúng mình đã có một chút những sự thay đổi nhỏ trong combo này để giúp cho thành phẩm của mình ra được một cách hoàn chỉnh nhất. Và sau đây hãy cùng mình xem thực hành combo này nhé. Trong combo nhân nhập cẩm, chúng mình đã thay đổi một số nguyên liệu, hãy cùng tìm hiểu nhé. Trước hết, ban đầu combo có 150ml sốt nhân. Tuy nhiên, sau khi thay đổi công thức sốt đặc biệt của Vinmart, sốt nhân liều lượng trong combo sẽ là 220ml. Hãy cùng chúng mình sơ chế các loại hạt nhé. Với các loại hạt như hạt vừng, hạt điều, hạt dưa, hạt bí xanh sẽ được cho ra khay nướng và dàn đều. Các bạn sẽ đem nướng trong vòng 10 phút ở nhiệt độ 180 độ C và xoay khay. Nướng thêm 5 phút là các loại hạt đã chín đều. Lượt cho hạt dưa, hạt điều, hạt vừng, hạt bí xanh đảo trên bếp lửa nhỏ. Tiếp tục cho thêm mứt bí, mứt sen và lạp xưởng đã cắt nhỏ vào đảo đều cùng. Cuối cùng, các bạn cho thêm mỡ đường vào sen cho đến khi mỡ đường trở trong là được. Các bạn lần lượt cho nước sốt độc quyền của Vinmart vào, đảo đều để các nguyên liệu thấm nước sốt nhé. Sau đó, rắc đều từng phần bột bánh dẻo vào và đảo đều đến khi nhân kết dính rồi bắc ra khỏi bếp. Có thể thấy nhân rất dẻo, có độ kết dính, dễ dàng viên lại và các nguyên liệu không bị rời rạc khi miết nhân như mình đang làm. Với combo nhân thập cẩm của Vinmart, các bạn sẽ làm được 8 viên nhân của bánh 150g theo tỷ lệ là 50g vỏ và 100g nhân. Đây chính là thành phẩm của chúng mình khi sử dụng combo nhân thập cẩm của Vinmart. Nhìn bánh thật hấp dẫn phải không nào? Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn sử dụng trong combo nhân thập cẩm. Quả là thật đơn giản phải không nào? Hy vọng rằng trong mùa trung thu năm nay các bạn sẽ có những